Theo phong tục tập quán người Việt Nam, chúng ta thường xuyên ăn cơm gia đình và các món ăn thường được nêm nếm gia vị đậm đà để món ăn được ngon và hấp dẫn. Do đó thật khó để có thể thay đổi ngay sang một chế độ ăn hạn chế muối. Sau đây chúng tôi xin gợi ý cho các bạn một số mẹo để chúng ta có thể giảm lượng muối ăn vào mỗi ngày. Mua thực phẩm có hàm lượng muối natri thấp hơn. Natri có trong hầu hết các loại thực phẩm chế biến sẵn, ngay cả những thực phẩm không có vị mặn. Khi bạn đi mua sắm, hãy hạn chế những loại thực phẩm sau. Các loại thịt đã qua chế biến như thịt nguội, xúc xích, nước sốt. Ví dụ như nước sốt cà chua, các gói gia vị trộn sẵn. Ví dụ như các gói sốt ướp thịt nướng, sốt kho cá, sốt nêm canh chua, v.v. Thực phẩm ăn liền như mì ăn liền. Tập thói quen đọc nhãn và bảng thành phần khi đi mua sắm. Sử dụng nhãn thông tin dinh dưỡng để kiểm tra lượng natri trong thực phẩm và so sánh các lựa chọn khác nhau. Hãy tìm thực phẩm có nhãn natri thấp hoặc không thêm muối trên bao bì. Nếu ăn ở nhà thường xuyên hơn thay vì ăn uống bên ngoài, tự nấu bữa ăn là một cách tuyệt vời để ăn ít natri hơn. Hãy thử những mẹo sau khi bạn nấu ăn. Nếu bạn sử dụng thực phẩm đóng hộp, hãy rửa sạch chúng trước khi ăn hoặc nấu để rửa sạch một số muối. Nêm nếm gia vị với ít muối hơn, hoặc nếu sử dụng các gói nêm trộn sẵn thì hãy sử dụng lượng ít hơn. Thử các loại thảo mộc và gia vị khác nhau để tạo hương vị cho món ăn của bạn, chẳng hạn như gừng hoặc tỏi thay vì muối. Nếu cảm thấy khó khăn khi phải giảm nêm muối, bạn hãy bắt đầu với việc hạn chế chấm thêm nước mắm, nước tương hay các loại muối khi ăn. Hãy biến những bữa ăn của gia đình thành những bữa ăn có lợi cho sức khỏe tim mạch của tất cả các thành viên trong gia đình. Nếu bạn quá bận rộn để nấu ăn và bắt buộc phải ăn ở ngoài, hãy thử các mẹo sau khi bạn đi ăn ngoài hoặc mua mang về. Hỏi xem có món ăn nào ít mặn hơn trong thực đơn không. Khi bạn gọi món, nếu được, hãy yêu cầu họ không thêm muối vào thức ăn của bạn. Không chấm các loại nước sốt, nước chấm đi kèm món ăn. Bổ sung thêm kali vào chế độ ăn uống của bạn, thay thế thức ăn có hàm lượng natri cao bằng thức ăn có hàm lượng kali cao. Ăn thực phẩm có kali có thể giúp giảm huyết áp của bạn. Các nguồn cung cấp kali tốt bao gồm khoai tây, dưa lưới, chuối, đậu, sữa, sữa chua.